biên tập viên Hoài Anh đốn tim khán giả với giọng hát cực ngọt. Không chỉ đóng phim, trở thành biên tập viên dẫn chương trình thời sự rồi đến hát, Hoài Anh khiến khán giả rụng tim với giọng ca ngọt ngào, chẳng kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Biên tập viên Hoài Anh được đánh giá là người có năng lực và được đông đảo khán giả yêu thích mỗi khi lên sóng. Tuy nhiên, mới đây, thông tin biên tập viên Hoài Anh rời chương trình thời sự 19 giờ đã khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 12, Hoài Anh xác nhận với báo chí cô sẽ dừng dẫn chương trình thời sự 19 giờ để chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước khi trở thành biên tập viên dẫn chương trình thời sự 19 giờ, ít ai biết biên tập viên Hoài Anh đã từng tham gia đóng một số bộ phim truyền hình. Vai diễn đầu tiên của Hoài Anh là nhân vật Châu trong phim Mùa Hoa Nhớ. Đầu năm 2008, biên tập viên Hoài Anh được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội công tác để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên. Sau bao năm gắn bó với nghề, biên tập viên Hoài Anh trở thành một trong những biên tập viên trụ cột giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ nhiều năm bên cạnh các biên tập viên nổi tiếng được khán giả truyền hình yêu mến. Không chỉ được đánh giá cao bởi cách dẫn dắt chuyên nghiệp cùng giọng nói trầm ấm, biên tập viên Hoài Anh còn gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp và trẻ trung. Vốn được khán giả đánh giá sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng, không khó hiểu khi trong một chương trình truyền hình trên sóng VTV vào năm 2016, biên tập viên Hoài Anh đã vô cùng tự tin thể hiện ca khúc bài ca Mây Áo và nhận được cơn mưa lời khen vì giọng hát chẳng kém gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí sau đó, cô còn được các diễn đàn về thanh nhạc đánh giá rất cao. Nếu như nhắm mắt lắng nghe bài hát, có lẽ rất nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một ca sĩ thực thụ đang trình diễn. Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng, mưa rét rung người nắng sấm màu da. Tấm vai ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm đi diệt thù. Anh hăng hái ngoài nơi tiếng quyết tâm mình hiến sức mình, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Mây mây nhanh rừng xanh bóng đen, chỉ căm thù ta biến thành tơ. Tiếng súng xa hòa theo nhịp mây, hòa tiếng mây chúng ta diệt thù. Ta mây áo này sao cho kỹ, cho chiến sĩ ta vừa ý. Sướng sướng vui giặt nhào. Hôm nay áo nằm trong tay ta, mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Ơ nhân tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhân tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhân tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhân tay lên nào anh chị em ơi. Ngoài ra, trong một tết sau, cô cũng từng nhận được nhiều lời khen cho phần trình bày ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Với khả năng sẵn có về âm nhạc và năng lực của bản thân, rất nhiều khán giả mong đợi biên tập viên Hoài Anh sẽ có nhiều hơn nữa những màn khoe giọng trên sóng truyền hình và làm tốt vai trò mới của mình tại Ban Văn nghệ, mang đến những sản phẩm phục vụ định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cao cho khán giả trong nước. Hóng Showbiz, nơi chia sẻ những video thú vị và hấp dẫn về giới giải trí. Đừng quên bấm đăng ký kênh Hóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.